tầm 200.000 đồng phút tour một vòng, chợ nhà giàu, hơn 100 năm tuổi. Chợ Phùng Hưng tựa như thiên đường ẩm thực, bày bán đủ thứ món ăn đường phố hút mắt, ngon miệng với giá cả phải chăng. Chợ Phùng Hưng nằm trên hai con đường Phùng Hưng, Lão Tử ở quận 5, tạo thành khuôn viên chợ hình chữ T. Thập niên 1930, xe hàng tứ phương đổ về chợ Bình Tây và chợ Soái Kình Lâm chọn nơi đây làm bãi đáp, từ đó hình thành khu chợ cóc bán đồ ăn thức uống. Sau này, chợ còn được gọi là chợ Thủ Đô, vì nằm gần rạp hát Thủ Đô. Sáng sớm đến giữa trưa, chợ bày bán thực phẩm tươi sống, đủ đầy rau xanh, các loại thịt và hải sản. Do giá thành cao hơn nhiều nơi, chợ Phùng Hưng được mệnh danh là khu chợ nhà giàu của thành phố Hồ Chí Minh. Chiều đến, chợ thay hình đổi dạng. Những quầy hàng thịt cá, rau trái được thay thế bằng những dãy hàng ăn giá rẻ bình dân, tấp nập thực khách đến khoảng 22 giờ. Cà phê Ba Lù đơn thuần là chiếc xe đẩy bày kính các loại nước ngọt, siêu đun cà phê, lưới lọc trà, kèm theo vài chiếc bàn nhỏ nằm khiêm tốn trên vỉa hè hay sát lề đường. Trên song cửa phía sau xe bán hàng, chủ quán treo hình ảnh của những vị khách đặc biệt từng ghé đến, trong đó có Hoa hậu Hờ Hen Nie. Tên Ba Lù vốn là biệt danh của ông chủ đầu tiên. Chữ Lù là âm đọc của từ cái lò trong tiếng Quảng Đông. Góc quán nhỏ lúc nào cũng thơm phức mùi hồng trà và hương cà phê đậm vị. Hương thơm còn quấn quýt lòng người vào mỗi buổi sáng khi chủ quán rang cà phê ngay trên con phố nhỏ. Đặc trưng của Ba Lù là trà sữa với nước trà được lọc qua chiếc lưới lớn, tạo thành món trà sữa vớ da, tất da, truyền thống của người Hồng Kông. Anh Hùng, chủ quán, học nghề lúc lên 10 và kế thừa gia nghiệp của cha khi hơn 20 tuổi. Với định lượng 1 phần sữa, 5 phần trà hoặc cà phê, các thức uống của Ba Lù đậm vị, cần uống nóng và chậm, thư thả nhấm nháp trọn vẹn từng giọt tinh hoa. Cũng là cách tránh bị say trà, say cà phê. Mỗi ly trà sữa, cà phê đen và cà phê sữa được bán đồng giá 25.000 đồng. Riêng cà phê trứng giá 30.000 đồng. Kèm theo đồ uống chính, khách hàng được dùng hồng trà miễn phí để tráng miệng. Khác với cà phê trứng Hà Nội dùng kem trứng đánh bông với đường, sữa bỏ vào cà phê trứng kiểu người Hoa được pha bằng cách đập trứng gà tươi vô ly rồi đổ cà phê nóng vào. Thực khách khuấy đều, hòa tan trứng vào cà phê và nên uống khi còn nóng để tránh vị tanh. Một trong những món ngon làm nên thương hiệu cho chợ Phùng Hưng là khổ qua cà ớt, thường được gọi vui là khổ qua cà chớn. Đây là món ăn vặt lâu đời của người khách gia, người hẹ. Ớt đỏ trái to, khổ qua và cà tím được xẻ ruột, nhồi chả cá thắt lát rồi đem nấu kèm đậu hũ chiên trong thứ nước lèo thơm mùi tiêu, tê vị ớt. Món ăn đặc biệt, xoắn lưỡi vào những ngày trời mưa, se mát. Vị cay của ớt phần nhiều lan ra nước dùng, nên khi cắn miếng ớt nhồi chả cá, thực khách chỉ còn nghe vị cay hăng nhẹ. Mỗi phần ăn có giá 45.000 đồng. Ngoài ra, quán còn bán nhiều món như phá lấu heo, sườn kho, mì cảo, bánh chấu với giá 40.000, 50.000 đồng. Quán khổ qua luôn đắt khách nhất khu chợ. Chủ quán cho biết mỗi ngày quán tiêu thụ hết một nồi nước lèo khoảng 1.000 lít. 6-7 người thay nhau phục vụ không xuể. Thực khách ngồi kính từ trong nhà ra đến vỉa hè. Phía đối diện, nồi tráng bánh cuốn bách hoa nghi ngút khói, mang theo mùi thơm hấp dẫn của bột gạo. Gia chủ đổ một lớp bột mỏng lên tấm vải căng trên nồi, đập quả trứng, cho thêm tôm, thịt bằm, sò điệp rồi hấp chín. Vỏ bánh cuốn bách hoa màu trắng đục, dẻo mịn, dày hơn vỏ bánh cuốn Việt Nam. Mỗi phần bánh cuốn ăn kèm chả mực có giá 77.000 đồng. Món ăn quen thuộc với người dân khu chợ lớn đã 40 năm. Cùng quán còn có bánh xèo đúng điệu Nam Bộ. Miếng bánh lớn, vàng ươm, giòn rụng, bên trong có nhân tôm, thịt heo luộc, đậu xanh, giá và hành. Bánh xèo sắn miếng nhỏ, cùng với rau xà lách hoặc rau cải ăn sống, chấm nước mắm chua ngọt. Một phần bánh xèo thường có giá 60.000 đồng, có trứng thì thêm 10.000 đồng. Bò lá lốt xanh mướp, mở màn giá 50.000 một phần. Tách biệt với hàng chục quán ăn ngồi vỉa hè trong chợ Phùng Hưng, bánh mì của gia đình họ Tăng Sáng choang góc ngã ba Nguyễn Trãi, Phùng Hưng, 56 năm nay luôn đắt khách. Thay vì hấp, tết ở đây được nướng để tạo độ béo bùi và dậy mùi thơm. Ước chừng, mỗi ngày quán tiêu thụ khoảng 40kg tết. Xíu mại viên to, chắc và mềm, với nước sốt mặn vừa phải, không ngọt cũng là topping đắt hàng của quán. Ngoài ra, thịt ba rọi hấp mang đến vị lạ miệng.
miếng thịt dày và ngọt, phần mỡ dẻo nhưng không ngấy. Bên cạnh bánh mì nhân mặn giá 26.000 đồng, tiệm còn có loại bánh mì ngọt ăn kèm sốt ca dế đặc trưng của người Hoa, giá 20.000 đồng. Đồ ăn ở chợ Phùng Hưng hòa trộn mỹ vị truyền thống của nhiều nhóm người Hoa nhập cư tại Việt Nam với phong cách ăn uống của người Nam Bộ. Khắp khu chợ huyên náo tiếng đối thoại của người mua, kẻ bán, tiếng động cơ xe, len lỏi tiếng xôi xèo của những chảo mỡ, món ăn. Ngoài những món kể trên, chợ còn có các món hủ tiếu, cháo, mì, miến, hải sản. Đồ tráng miệng trong chợ không quá đa dạng, chủ yếu là tàu hủ và các món chè cơ bản. Tàu hủ miệng chan nước đường thơm mùi lá dứa có thể ăn theo kiểu truyền thống hoặc ăn kèm trân châu, bánh lọt, đậu đỏ. Tùy kích thước, phần ăn định giá 10, 15, 20.000 đồng. Các loại chè 12.000 đồng được đóng túi sẵn cho thực khách mua mang theo, hoặc đổ ra chén ăn tại chỗ. Chè bắp lá dứa dẻo mịn, thơm hương lá dứa, ngọt bùi cốt dừa. Chè táo sọn, hoa cau, mát lành. Chè thương thanh vị dừa, bùi vị đậu. Các món chè đều được nấu ngọt vừa, không cần ăn kèm đá. Bàn ghế và hàng quán nối dài giữa lòng đường, thực khách có thể mua mỗi món một quán rồi ngồi chung tại một tiệm. Giá mềm so với nhiều khu ăn uống của thành phố đắt đỏ, trong khi hương vị vừa miệng và dễ ăn, chợ Phùng Hưng được lòng nhiều gia đình, các cặp yêu nhau và nhóm bạn trẻ. Nếu một nhóm 5, 6 thành viên lê bước từ tiệm này qua quán khác, mỗi nơi mua một phần nhỏ ăn chung để thưởng thức cho kỳ hết các loại mỹ vị, chi phí cho mỗi người dao động 150.000-200.000 đồng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.